cuối năm rồi, đẩy hàng tồn để về quê ăn Tết nha. Nói chứ bạn mình đó là Foster, cứu quá trời mèo về luôn nhưng mà không có tìm được chủ, nên hiện tại dân số đang trong tình trạng báo động đỏ rồi. Nhà bạn mình nó gần chợ nên cứ dăm ba bữa là có một bầy mèo bị bỏ vậy đó. Tụi này toàn là dân đầu đường xó chợ, hàng ngày phải chật vật mới có miếng ăn. Cũng may là có người đem tụi nó về để cưu mang. Mới đem về thì đứa nào cũng te tua sơ mướt, nhưng mà trộm vía được chăm sóc một thời gian thì bây giờ đứa nào cũng khỏe mạnh hết nha. Bây giờ có 7 đứa đang cần tìm ba mẹ yêu thương, đứa nào cũng nhan sắc mỹ miều lồng lộn hết trơn á. Ví dụ như cái con bé có quả bụng chân trâu nè, và tu xe đô xài kem trộn nhưng mà không che được cái chòm râu dê nha. Bé Tâm Thể đeo kiến đen quá là cun ngầu luôn. Cũng là Tâm Thể nhưng mà bé này nó để mái 73, và còn một số bé nữa. Ai mà có thể cho các bé được một mái nhà mới để đón Tết, nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn, tại vì hàng ế mà. Nhờ mọi người chia sẻ video này rộng rãi để tăng cơ hội tìm chủ cho các bé giùm mình nha. Tết nhất tới nơi rồi mà không nhà không cửa, khổ lắm. Cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn nè.